tí nữa mua cây chồng ơi này. Ơi. Đây này, cái này này. Có tiền. Đều vẫn đang giảm 1 triệu, người ta chưa bán. Ừ, 1 triệu thì mua cái này. 1 triệu thì mua nhá. Ừ. Được rồi. Thì cứ để gạ gẫm. Được không? Nhưng mà cái này được không? Cái cây này nhưng mà cứ thích mình cỏ luôn, mình cắt thì kiểu nó đi. Không, cứ để nên nó mai mốt nó mọc nhiều chị, cho nó rủ xuống, nó mọc nhiều mà. Cái này thì bảo người ta vẫn chuyển cho mình chứ. Đúng không? Đấy, rất rồi. Quan trọng một tí đấy kìa. Vận chuyển ở đây là kinh rồi. Việt xin chào quý vị và các bạn. Hiện tại Việt đang ở một rừng lê. Và Việt giới thiệu với quý vị và các bạn những bông hoa lê ở đây nó hoa to, cực kỳ đẹp luôn. Đấy quý vị và các bạn nhìn. Khác hẳn so với các video khác, hoa lê nhỏ. Nhưng ở đây thì Việt thấy hoa lê to. Đấy. Đây. Khách ở đây thì tấp nập. Một chút nữa Việt sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn đây là đâu. Cây này thì là anh đang nói là 1,7 triệu, khách trả 1,5 triệu nhưng mà anh không bán. Quan trọng là cái cầu thang máy nó vừa thì to ấy. Bỏ nó hả? Bỏ, bây giờ bỏ nó cho chị chứ. Người ta phải quấn cho mình chứ. Đấy, cái này sợ là cái này đúng vào thang máy nó vừa rồi. Được không? Bỏ thang máy vừa. Đấy. Hoa đẹp. Nếu mà anh chị quần áo mưa như kia thì em nghĩ là vừa hết. Vâng, quần áo mưa thì và vừa hết, to nhỏ đều vừa hết. Không không. Vâng. Ở ngoài này có cảnh đẹp quá. Cành này anh bán bao nhiêu đấy? 2,5 triệu. Có thế rất đẹp. Lên xong rồi lại vòng xuống. Vâng. À rồi. Quá đẹp. Ở đây thì tấp nập lắm quý vị, nhưng mà nhiều quý vị và các bạn không biết. Thì nếu biết sẽ cho số điện thoại để quý vị vào đây mua là mua xỉ luôn, mua buôn luôn. Giá rẻ. Đấy. Một bó như này là bao nhiêu? Một bó như này bao nhiêu chị gái? Một cành đấy em cắt à đấy ạ. À. Và một cành bao nhiêu tiền chị gái? À bao nhiêu ạ? 150. Ui một cành 150 ạ. Em phải cắt ra đấy nó mới được cái này đấy. Vâng em cảm ơn. Rẻ nhỉ. Đây này. Hai cành nó giống nhau, cành này với cành này này là một này. À. Cái cành bé cắm nọ. Cành. Tuyệt vời, đồng lắm quý vị và các bạn. Đấy. Đây Việt sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn địa chỉ. Quý vị cũng như các bạn lần đầu tới kênh của Việt thì cho Việt một like nhá. Cũng như subscribe kênh YouTube Hà Lợi Lái. Đây là Việt sẽ ghi lại. Quý vị và các bạn liên hệ. Đấy, và địa chỉ đây thì mình sẽ chọn cho mình những cành lê rừng hoa to, cảm giác rực rỡ. Đây những cái bông lê rừng nó mới nở này. Này Việt đột nhập vào một vựa lê rừng quá đẹp.
mấy cành này anh chị chuyển đi đâu mà bó kỹ vậy ạ? À? Dạ vâng, em cảm ơn. Đây là những cái cành chuyển đi các nơi. Đây là anh chị cũng quấn rất là kỹ. Đấy quý vị các bạn thấy. Rất nhiều. Trăm rưỡi. Không khí chơi xuân. Rẻ chị à. Việt giới thiệu với quý vị và các bạn này, khoảng tiếng nữa là vợi. Nếu mà ở đây nhá, chị bảo này, đây, em thưa như này, rất là ok. Em thích mỗi là cái hoa ở đây nó to, to hơn so với các chỗ khác em quay. Đúng chưa? Đúng rồi. Nhà chị lúc nào cái hoa nhìn nó sướng mắt, đúng đúng thật. Hoa nhà chị luôn to, lại và, trắng, đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Đấy là nó nở căng. Ừ. Đây nó chưa căng mấy. Vâng. Quý vị các bạn, hôm qua Việt cũng xuống đây nhưng mà chị bán hết rất nhiều. Phải nói là rất nhiều khách. Quý vị và các bạn tới đây thì là đúng gốc rồi. Anh chị ngày nào cũng vận chuyển về đây mấy xe. Nên là nói là mà rất đông người tới đây ủng hộ. Đẹp. Đấy quý vị các bạn thấy. Hoa nở. Gọi là củi khô. À đây anh này, mấy cái này. Nhưng mà sợ không, nó không lên được. Lên hết anh ạ. Đây nó đâm hết như này hết. Em không chơi cái này bao giờ, nên mình đúng nhìn rồi. Cái này trông nó chẳng có cái gì cả. Chính xác, đây không. Mấy cái này đây anh này. Mấy cái mầm này này. Lá thành chùm như này hết. À, anh nhìn thấy thôi, như thành cành. Vâng. Như cành củi khô thế thôi, nhưng mà mấy hôm thì khác hẳn. Cành này anh mua bao tiền đấy ạ? À, cành này 300. 300 ạ, vâng, chúc mừng ạ. Thế đẹp đấy, em thấy thế đẹp. Cái này thế mà dựa vào góc nhà đẹp. Cái này đi để chỗ cái bàn trà ấy nè. Cái này dáng này. Cưa luôn lên đây chị. Cưa đi ạ? Cưa đi phí thế. Việt sẽ giới thiệu quý vị và các bạn thêm một số bông hoa lê đấy nhá. À, đây cực kỳ đẹp. Đấy, quý vị các bạn thấy
nở mà nếu mà nở hết là bông cực kỳ căng, căng và to. Đấy. Rất đẹp. À, còn có một cái đấy, còn có một cái loại hoa lê mà khai nữa, quý vị các bạn tí nữa Việt sẽ ra hỏi anh. Quá chi ở đây. Người người. Cành này đã đầu tiên Việt quay đã có chủ rồi. Có chủ nhân dán hết rồi. Vâng. Quần Hai Bà Trưng nhỉ hay là vâng. Trái nhỉ? Dạ. À cái nê mà hoa nó nhỏ là nó nê nó khai, nó hoa nó khai là như nào anh? Cái nê mèo. À nê mèo, còn nê này nê gì? Đây là nê của hàng Sa Ba. À quý vị và các bạn để ý nha, có hai loại nê, một loại nê khai và một loại nê nó không. Ví dụ như cái nê khai thì hoa nó nhỏ và khi mà như cái hoa này là nê Sapa này hoa nó to này. À, nên là quý vị các bạn là hãy chọn đúng, không có về nó có mùi khai khai thì là quý vị các bạn sẽ bảo là nê đều. Không ạ, em quay em có kênh Hà Nội Lái, anh mà lên trên YouTube là có Hà Nội Lái Ni Phe. Và 1,7 triệu ạ. Và to. Và ngắm cảnh như thế anh chị em thấy đẹp đấy. Nhìn nó lên đều. Và rồi Việt xin cảm ơn quý vị cũng như các bạn rất nhiều. Hôm nay Việt làm video này để chia sẻ cách chọn lê cũng như là quý vị và các bạn chiêm ngưỡng những bông hoa lê đẹp nhất mùa xuân. Nói là như anh chủ anh chia sẻ thì gọi là đỉnh nhất mùa xuân, hoa to và trắng muốt. Đấy, Việt sẽ quay đây. Việt chưa thấy cái đây, vào đây Việt quay một cái chùm này mới nở rất đẹp. Rồi, cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các clip tới.